Xin chào các học viên yêu quý của kênh Fit You. Mình là Quang Ken và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người các kỹ thuật của chân nhé. Cardio với chân, chúng ta xem chúng ta sẽ làm gì. Một chút thôi, điều chỉnh về tâm lý. Chúng ta không nhất thiết là phải làm đẹp hay là làm nó kỹ quá, nó phải giống ai đó nhé. Làm cho chính mình, làm vì mình, vì vẻ đẹp của mình. Bắt đầu đi. Yo, ta bắt đầu luôn nha. Cái tay ta mở ra, khép gọn tay để ở cằm như này. Hai khuỷu tay ép sát này. Động tác đầu tiên rất đơn giản thôi. Rút gối phải trái, đưa hai cái đầu gối lên nhé. Đưa cái đùi lên nhé. Ít nhất là ngang thắt lưng mọi người ạ. Đó, nhìn ngang như thế này này. Nhìn ngang này. Đó, đùi nó song song mặt sàn đúng không? Tiếp theo nữa là cho cái gót chân nó lên gần mông. Cho gót chân lên gần mông. Cứ như vậy thôi. Hóp cái bụng lại. Cảm giác như rút cái bụng dưới để đưa cái chân lên cao. Lên là mình thở ra nhé. Chúng ta còn nhớ cái format 25-10-25 không? 25 giây làm, 10 giây nghỉ và lại. Quay trở lại với 25 giây cùng một động tác nhé. Mở cái ngực ra. Đó. Khép cái tay vào, nhấc cao cái gối. Bắt đầu. Vậy là một động tác chúng ta làm được 50 giây và nghỉ 10 giây. Gọi là 1 phút cho một động tác nhé. Đưa gối lên, chúng ta thở ra. Thở ra. Thở vào miệng, thở vào mũi. Bất cứ bằng cách nào, chúng ta đẩy cái hơi thở ra để cho nó vận động được một cách liên tục nhất. Đẩy được CO2 ra, nhường chỗ cho oxy vào để mình đốt thật nhiều. Yeah, rất nhanh. Rồi, bây giờ này, chỉ nhấc một bên gối thôi, chỉ nhấc một bên thôi. Làm cái gì mà kỳ vậy? Cái gì mà kỳ vậy? Yên tâm, lát nữa chúng ta sẽ có câu trả lời. Thì cứ làm theo đi, và chúng ta cũng đừng hối tiếc. Bởi vì một lần nhấc gối lên là có thể đốt được một vài calo rồi, thấy chưa? Nếu không thì cũng 3 lần đổi một calo đi. Có nhấc, có vận động là có tiêu tốn mỡ rồi, tiêu tốn năng lượng. Yeah, ngon, xuất sắc. Cảm giác hơi trùng nhẹ cái gối chân trụ nhé. Chân trụ hơi trùng nhẹ. Yeah, chỉ một bên thôi. Bây giờ này, yêu cầu cao hơn một xíu, gồng cứng cái bụng lại. Thì rút cái bụng nhấc cao gối lên. Cảm giác hơi chững lại một xíu. Chững, đặt xuống, chững. Vậy là chúng ta phải gồng bụng cho giữ thăng bằng là 1 này. Trùng chân để giữ thăng bằng là 2. Cơ bụng và cơ đùi, bắp chân, bàn chân tham gia vào vận động này. Bụng dưới co thì cái chân nó mới lên được. Rồi, 2 lần 25 giây. Đan cho chân phải. Tương tự như chân trái nhé. Cái chân trụ chúng ta bám chặt bàn chân, trùng nhẹ gối xuống, gồng cứng cơ bụng, rút cao gối trái lên. Nào, cái tay ra để tự do nhé, không cần phải gồng cứng đâu. Cái thân trên cứ tự do thoải mái thôi. Những cái tư thế này là chúng ta cảm giác như mình chuẩn bị đánh nhau ấy. Tư thế phòng thủ của các võ sĩ. Thủ như này là ăn đòn nhiều lắm, nhưng mà cơ bản nó đỡ bị ăn đòn nhiều hơn khi bị đánh vào mặt. Giờ tay che rất nhanh, tay che rất nhanh. Cái video của chúng ta là kéo dài khoảng 12 phút nhé, vận động liên tục. Thì cái cường độ của nó đi từ nhẹ đến nặng. Sau đó chúng ta làm lại. Sorry, đùi chân. Yeah. Từ từ đưa chân xuống nhé, đừng để nó rơi tự do nhé, nhớ nhé. Đưa chân xuống. Đưa chân xuống. Yeah. Rút cao gối lên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có câu trả lời động tác này nó bổ trợ cho cái gì. Nhìn này, nhấc gối, duỗi ngang, thu về, chỉ một bên thôi. Nhấc gối, thu về, duỗi ngang. Đó, chậm này, bắt đầu. Nhấc lên, duỗi sang ngang, thu về, đặt xuống, lặp lại nhé. Nhấc lên, duỗi sang ngang, thu về, đặt xuống. Bắt đầu là cái góc nâng của cái chân, nó cao hơn rồi. Nó tách xa chân trụ rồi, nó thử thách hơn rồi. Thử thách về khả năng giữ thăng bằng. Mà muốn giữ thăng bằng tốt thì chúng ta phải trùng gối này, thấy chưa? Chắc đùi và chắc bụng, chắc cả lưng nữa. Thở ra, yeah. Vẫn là nó nhé. Thử thách đá xa hơn một xíu, đá cao hơn một xíu, giữ lâu hơn một xíu, thêm một xíu thôi, nhưng thêm rất nhiều về lợi ích. Yeah. Thêm về hiệu quả, thêm về thử thách. Hóp cái bụng lại, cảm giác những cái thân trên chúng ta sẽ xoay ngược lại về hướng của chân đi. Chân sang phải, người sang trái. Kêu hòa với nhau. Chỉa chân cũng được, nhưng nếu lý tưởng thì chúng ta đẩy cái gót chân đi xa nhé.
gót chân lên cao và đi xa. Yeah. Đổi chân nhé, làm tương tự, nhìn lại, nhìn này. 1, 2, 3, thu về. Cứ nhấc lên nào nhé. Huấn luyện viên bắt nhịp chậm này. Nhấc lên, duỗi ra, thu về, đặt xuống. Nhấc, duỗi, thu về, đặt xuống. Chậm nữa cũng được nha. Đó, đúng pha, đủ nhịp. Đủ 4 nhịp. Đếm thử nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4, đúng không? Đủ 4 nhịp mà. Đủ pha, đủ nhịp. Rồi, lần một lần nữa. Yeah, nghỉ 10 giây. Quen hơn chưa? Quen hơn thì đá cao hơn một xíu, xa hơn một xíu, giữ lâu thêm một xíu, tăng thêm hiệu quả một xíu. 1, 2, 3, 4, chân trụ trùng xuống, gồng cứng cơ bụng lên. Nào, cho cái gót chân đi xa, cho cái gót chân nó lên cao. Xoay cái ngực đi, xoay thân trên đi, ngược lại với hướng chân ra. Yo, hóa bụng với nha. Thêm một lần nữa nào. Tương tự cái cách rút chân như vậy, nhưng ta sẽ đá chân ra trước, chỉ một bên chân thôi. Yeah. Vậy là một phần của bài tập rồi. Các bạn cảm nhận ra làm sao? Các động tác thật ra là tập trung vào cái việc giữ thăng bằng, đúng không? Và đi làm sao cho đủ pha. Và chúng ta nhớ là cái chân là phần nhiều năng lượng, cần nhiều năng lượng để đốt nhất, nên là tập cho nó là đốt được nhiều. Đừng tiếc sức nhé. Lại đi. Chỉ một bên chân thôi. Nó sẽ đốt cả cái đùi trước, cả đùi sau và cả mông, cả bụng của chúng ta. Chiu chiu. 4 nhịp nhé, chậm nhé, chậm nhé. 1, 2, 3, 4. Cái bàn chân thì không cần phải quá cao nhá, nhưng cái đầu gối thì càng cao càng tốt. Đầu gối lên cao. Thường là đầu gối hướng đâu chúng ta sẽ chạm được cái bàn chân vào đó. Được chưa? Nếu trong đánh nhau, trong tấn công thì cái này đá vào hạ bộ của đối thủ. Đá hạ bộ thì cần đá trúng chứ không cần phải đá quá mạnh, đúng không? Làm lại nhé. Nhớ là trùng chân trụ xuống, gồng cứng bụng nè. Rút cao gối lên, duỗi chân ra nhìn ngang nè. 3, 2, 1. Bắt đầu. Nhấc, duỗi, gập, đặt. Nhấc, duỗi, gập, đặt. Ưu tiên nhấc cao đầu gối lên nhé. Mình đánh dấu này. Cái bàn tay này ngang thắt lưng, đúng không? Giữ nguyên cái bàn tay như vậy. Đưa cái đầu gối lên chạm bàn tay là đạt yêu cầu. Được cao hơn càng tốt. Cảm giác như người hơi nghiêng ra sau một xíu. Chân ra trước, người vai ngả ra sau. Đổi chân, đổi chân. Tương tự như vậy. Yeah. Rút gối, duỗi, gập. Trước mặt mọi người là huấn luyện viên, là hướng dẫn của huấn luyện viên, là hình ảnh của huấn luyện viên. Còn trước mặt huấn luyện viên là chiếc máy quay, và đằng sau là team media. Họ đang làm rất nhiều trò. Yeah. Rút cao gối lên. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Yeah. Về trên này nhá, chưa xong đâu. Cái đấy là đấm đá, nghe thô bạo, bạo lực thế nhỉ? Thật ra chúng ta chưa đánh ai đâu, từ nãy giờ tấn công với chính cơ thể mình. Tiêu diệt mỡ, tiêu diệt kẻ thù lớn nhất của cuộc đời mình. Ốm yếu bệnh tật, mỡ mủng, đẩy hết nó ra, tấn công nó đi. Đuổi nó khỏi cơ thể mình, để khỏe mạnh hơn. Thở ra. Nào, nam hay nữ chúng ta đều có thể tập được bài này nhé. Chúng ta đừng có nghĩ là sao nó nhìn nó thô cứng nhé. Có rất nhiều cái bài khác, video khác nhé, mềm mại có. Rồi, động tác tiếp theo làm gì đây? Rút gối. Vậy, chỉ múa bên chân thôi. Vậy, nhấc cái đầu gối lên đã. Nhấc lên, duỗi, gập. Đó, quắp, gập. Quắp, vậy. Sút. Tưởng tượng có người bên cạnh nhìn sút. Nếu lý tưởng hơn, chúng ta phải rút cao lên, sút vào mông nó. Cái này dễ mà. Nó gọi là đá vòng cầu. Trước đó là đá ngang, đá chính diện. Bây giờ là đá vòng cầu. Nhìn này, nhìn lại nhé. Nghiêng người ngược lại hướng đá, rút gối lên. Càng bình tĩnh càng tốt. Kiểm soát cái chân đi xuống nhé. Đừng để nó rơi tự do. Mà là rút gối lên, duỗi, gập, rồi mới đặt xuống. Nhớ gập lại rồi mới đặt xuống nhé. Mở, gập, đặt xuống. Mở, gập, đặt xuống. Cứ bình tĩnh mà làm. Cảm nhận đi. Thấy chưa? Chúng ta nhớ là cái phần cơ đùi là cái phần cơ có khối lượng lớn nhất trong cơ thể.
nhớ nhé, đốt được nó là đốt được rất rất nhiều. Tương tự như vậy với bên chân còn lại nhé. Thở ra, thở tiếp. Ôi chà, cái tay chúng ta có thể từ nửa cân đến một cân cơ, cái ngực thì có thể đến 2 cân, được chưa? Cái lưng thì khoảng 3 cân, nhưng hai cái đùi, mỗi cái đùi ít nhất cũng phải 5 cân nhé, 5 cân cơ ấy. Đây là vận động, bản chất của vận động là co kéo các sợi cơ, và co kéo sợi cơ thì cần năng lượng, và năng lượng nó đến từ đâu? Đến từ việc đốt mỡ, chứ là vận động được cái phần cơ lớn nhất, phần cơ nặng nhất, tiêu tốn nhiều năng lượng nhất, và đương nhiên kéo theo là mỡ được đốt nhiều nhất nhá. Thay cho chạy nhảy, đặc biệt là những người mà có cái cổ chân nó yếu hay là có vấn đề về xương khớp thì các bài tập này là quá phù hợp. Một bài nữa nào, một động tác nữa nhé, mình thử thách mà, đá cả hai chân phải trái liên tục nha. Go. Rút cao gối lên, rút cao gối lên, đá thẳng ra trước đó. Chúng ta nhớ mục tiêu của mình là cái hạ bộ của đối thủ đó, hất từ dưới lên nhé. Đây là bài rất hay có chị, các chị em, nhưng mà lưu ý là về dụng cụ, về cái nơi tấn công đừng có nhỡ chân rồi lần sau không có cái mà dùng. Nhưng mà đấy là cái điểm yếu, ai cũng hiểu, một cái chạm nhẹ thôi là đau đớn cả đời, đau đớn nhiều, đau đớn mạnh mẽ, đau đớn khôn nguôi luôn đấy, rất sợ. Ai sợ không biết này, không biết là ai sợ, nhưng mà tự nhiên nói xong là huấn luyện viên thấy rén ngang, tự thấy mình hoang mang. Chúng cao gối lên, động tác cuối cùng rồi đấy. Yo, chúng ta có thể tua lại cái video này để làm lại từ đầu nha. Yo, vậy là xong một buổi tập nữa rồi. Thêm một nội dung chúng ta đã chinh phục rồi, chúng ta đã cảm nhận như sao, hãy chia sẻ một phần comment và cái số hotline chúng ta có thể liên lạc riêng với huấn luyện viên để đăng ký khóa học cho riêng mình nhé. Hẹn gặp lại các video sau với phần thân trên. Bye bye.